Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bàn giao sản phẩm của công ty đồ gỗ Sơn Đông. Và video của chúng tôi đang được quay trực tiếp tại nhà khách hàng chị Thảo ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng tôi vừa bàn giao cho chị một bộ sản phẩm, bộ bàn ghế phòng khách chạm rồng từ Bắc Tiên với chất liệu gỗ hương đá, kích thước tay 12-6 món đã được chị lựa chọn tại nhà khách Sơn Đông chi nhánh quận 7, địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và mẫu sản phẩm này được chúng tôi bán cực kỳ chạy với chi tiết kế mới, chất liệu gỗ hương đá vân vũ cực kỳ đẹp, màu sắc bắt mắt, và đặc biệt ở bộ sản phẩm này là mặt liền tấm. Và hiện chúng tôi đang bán mức giá của sản phẩm này là 53.900.000 đồng. Công ty đồ gỗ Sơn Đông xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe thịnh vượng đến gia đình chị Thảo đã tin tưởng và ủng hộ công ty. Mong rằng gia đình anh chị sẽ tiếp tục tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm nội thất bên công ty đồ gỗ Sơn Đông. Mời quý vị cùng dành ít thời gian nhìn ngắm sơ lược tổng bộ sản phẩm mà chúng tôi đã bàn giao cho gia đình anh chị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.